sự tu tập của mấy con. Thì thầy trả lời về cái phần mà hỏi về giới luật. Thì trong cái phần này nó rất là quan trọng, mà hầu hết là mọi người tu sĩ cũng như cư sĩ cũng không có quan tâm về vấn đề mà tu về giới luật. Và đây là trong cái tập mà vấn đạo kỳ này rất là nhiều, nhưng mà mỗi câu hỏi nó đều có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, từ cô Diệu Quang cho đến Minh Tông. Sau này các con sẽ nghe trả lời về cái những câu hỏi của thầy Minh Tông. Thầy tu những cái định do từ cái chỗ ức chế tâm cho đến khi mà thầy phát âm thanh, rồi thầy gặp cái trường hợp cái hành thọ, rồi như thế nào, tất cả những cái khó khăn trên bước đường mà nhập định thì được thầy trả lời rất là kỹ lưỡng. Và bây giờ thì thầy trả lời cô Diệu Quang hỏi về giới luật. Đây là câu hỏi của cô. Kính bạch thầy, tại sao tu sĩ Phật giáo hiện giờ không giữ gìn giới luật, sống phi giới luật, bẻ dụng giới luật? Như vậy con đường tu của họ sẽ đi về đâu, và có ích lợi gì cho kiếp sống tu hành của họ? Người tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống đúng phạm hạnh, thiểu dục tri túc, phòng ngộ sáu căn đầy đủ, con đường tu của họ sẽ đi về đâu, và có ích lợi gì cho kiếp sống của họ? Cuối mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: như thầy đã dạy, giới luật là một pháp môn tu hành của đạo Phật, chứ không phải là pháp luật của một quốc gia. Cho nên các bộ giới luật do các tổ biên soạn thành một bộ pháp luật của Phật giáo hơn là một pháp môn tu tập để được vô lậu. Pháp môn giới luật ghép cùng pháp môn định luật và pháp môn tuệ luật, gọi chung có tên là tam vô lậu học. Nghĩa là trong cái pháp môn mà để cho chúng ta tu tập, thì chúng ta biết rằng cái vấn đề mà giới luật rất là quan trọng. Mà hầu hết là khi chúng ta tu hành, chúng ta quyết tâm đi tìm về cái sự vô lậu để làm chủ sự sống chết, chấm dứt cái sự luân hồi của mình. Thì con đường mà thiền định của đạo Phật bắt đầu từ đi vào từ cái giới luật để chúng ta ly dục ly ác pháp. Nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta bị lầm lạc. Do đó chúng ta tu ức chế tâm, là hầu hết là chúng ta cứ nghĩ rằng mình cố gắng, mình nhiếp tâm trong một cái hơi thở, hoặc là trong một câu niệm Phật, hoặc là cố gắng giữ tâm đừng cho niệm thiền niệm ác, để mà thực hiện cho được cái tâm mà không vọng tưởng, thì cái đó là thiền định. Nhưng ngược lại thì đạo Phật thì không phải là cái điều đó, mà chính thiền định của đạo Phật là cái tâm không còn tham sân si mạn nghi nữa, cái tâm mà không còn thất kiết sử nữa, thì cái đó là cái định của Phật, chứ không phải là cái chỗ hết vọng tưởng là định. Cho nên sau này thì các con sẽ đọc lại cái tập, đọc cái tập mà vấn đạo, mà cái tập 5 thì sắp sửa thầy sẽ cho in ra, và các con sẽ thấy rõ được cái điều mà chúng ta tu tập. Cho nên hầu hết tới bây giờ đã như các con cũng biết rằng có nhiều người tu rất lâu, do cái pháp mà ức chế tâm, từ cái pháp tri vọng cho đến cái hơi thở mà về đây thầy dạy mà lúc trước á, thì đương nhiên đó là toàn là cái pháp ức chế tâm, chứ không phải là pháp xả tâm. Nhưng vì nếu mà dạy mà ngay liền xả tâm thì tới bây giờ mà người ta vẫn còn chưa tin thầy cái lời nói đó. Cho nên mọi người, tuy rằng cô Út thì trực tiếp dạy xả tâm, còn thầy thì giữ cái mực kêu là dung hòa, không có dám nói thẳng ra. Thế mà các con thì bán tin bán nghi, cho nên không có thấy. Vì vậy mà đến cuối cùng thì những cái điều kiện mà rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân tu, thì như cô Minh Cảnh, tất cả những người mà nhiếp tâm hết vọng tưởng rồi, thì trong 30 phút hoặc 1 giờ đều biết được cái điều này rất rõ qua kinh nghiệm. Cho đến thậm chí như bây giờ, chính Minh Tâm bây giờ cũng vẫn thấy. Mà trước kia thì nhắc khéo thôi, chứ thầy không dám nói thẳng. Nói thẳng thì người ta không đủ niềm tin ở mình, vì tất cả các pháp khác đều do cái từ ức chế tâm mà đi vào.
Mà bây giờ thì thầy lại nói xả tâm thì chắc người ta sẽ thấy thầy nó xa lạ, nó không có gần gũi với những cái pháp môn mà hiện hành người ta đang tu. Do những cái điều mà xảy ra để cho chúng ta rút tỉa từng kinh nghiệm, chúng ta mới trực nhận ra được là khi tu tập những cái pháp mà ức chế tâm thì nó không đạt đến cái chỗ mà làm chủ cái sự sống chết, mà nó lạc vào những cái tưởng. Cho nên cái thế giới siêu hình nó cũng từ cái tưởng của các tôn giáo cũng như Phật giáo Đại Thừa, Thiền Tông mà đã xây dựng nó, là do chúng ta bị ức chế tâm mà chúng ta thấy được cái thế giới siêu hình đó. Cho nên cái bài mà kinh của Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy Pháp Môn Căn Bản thì Đức Phật nói tất cả đều là tưởng tri chứ không phải là tệ tri. Tất cả những cái 33 cõi trời thì Đức Phật cũng xác định nó là cái thế giới của tưởng chứ không phải là cái thế giới của thật. Thậm chí như cái thế giới hữu hình của chúng ta hiện giờ mà chúng ta có thân nè, có cây cỏ, có nhà cửa nè, có ăn uống, có tất cả những loài vật xung quanh chúng ta, thì đối với cái đôi mắt của Đức Phật thì Đức Phật cũng nói đó là cái thế giới duyên hợp. Mà thế duyên hợp thì chúng ta đừng có chấp lầm nó mà trở thành một cái thế giới thật. Trở thành thế giới thật thì đó là cái thế giới tưởng của chúng ta. Cho nên ngay cả cái thế giới hữu hình mà chúng ta đang sống thì Phật cũng xem nó là cái thế giới tưởng. Còn cái thế giới mà hữu vô hình á, là cái thế giới gọi là linh hồn, cái thần thức á, thì cái thế giới đó lại là càng tưởng tri hơn nữa. Nó là cái bóng dáng của cái thế giới hữu hình này. Đã cái thế giới hữu hình đã không thật thì cái thế giới mà siêu hình đó làm sao có thật được. Cho nên từng đó thì Đức Phật biết rằng trên con đường tu mà ức chế tâm á, nó sẽ rơi vào trong những cái trạng thái rất là sai lạc. Do cái thời Đức Phật mà đi tu á, thì Đức Phật cũng thọ dụng những cái pháp của các ngoại đạo dạy, như ức chế thân thì như các con cũng đã biết đó, thì Đức Phật là khổ hạnh đến cái mức độ mà ức chế cái thân của mình, từ cái ăn uống rất là ức chế. Còn thậm chí như một ngày bãi hạt mè, rồi để rồi cái thân không có còn đứng dậy nổi mà phải nằm dài, đó là ức chế cái thân. Rồi về cái pháp môn mà tu tập, các con sẽ đọc tới cái chỗ mà Minh Tông hỏi thầy á, về ức chế tâm đó, thì như thế nào thầy sẽ đọc lại những cái bài kinh để rồi các con sẽ thấy cái chỗ ức chế tâm và ức chế thân. Ức chế thân thì gọi là khổ hạnh, còn ức chế tâm thì Đức Phật dùng cái hơi thở ức chế đến mức độ mà hơi thở nó không còn thở nữa mà cũng chẳng đạt được đến đâu. Cho nên ở đây nó tịnh chỉ hơi thở chứ không phải là làm cho hơi thở nín thở. Cho nên các con hiểu, nhiều khi các con hiểu sai. Cũng như các con hiểu rằng phá âm thanh không có nghĩa là làm chúng ta trở thành điếc, làm chúng ta không còn nghe âm thanh nữa. Mà cái danh từ dùng để phá âm thanh tức là chúng ta ở trong một cái trạng thái lóng trong nào đó của tâm hồn của chúng ta, để rồi âm thanh nó không tác động được vào trong nơi đó, nơi thanh tịnh đó. Đó là cái lối tu của chúng ta. Cho nên ở đây hầu hết là các con sống, các con thấy giới luật của Phật rất nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh. Mà chúng ta muốn đạt được một cái gì đi nữa thì cũng từ cái giới luật đó mà chúng ta mới đạt được. Nó là cái pháp môn rất căn bản. Giới luật, pháp môn giới luật, nó cái pháp môn giới luật này nó được ghép chung với cái định và cái tuệ thì gọi là tam vô là học. Cho nên gọi là cái pháp môn định lực và cái pháp môn tuệ lực ghép với cái pháp môn giới luật thì giới định tuệ. Giới định tuệ thì nó trở thành một cái pháp môn chung là tam vô lậu học. Ba cái pháp này nó trở thành vô lậu, nó làm chúng ta hết đau khổ. Tam vô lậu học là ba pháp môn tu tập không còn lậu hoặc, tức là ba pháp môn tu tập sẽ chấm dứt đau khổ của kiếp người, hay nói cách khác là làm chủ sanh già bệnh chết. Ba pháp môn ấy chỉ có giới luật là pháp môn quan trọng nhất và tu tập khó nhất trên đường cầu tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật. Bởi thế người nào tu hành mà không giữ gìn giới luật, không tu giới luật, không sống đúng giới luật thì có tu suốt đời cũng chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh, tu lợi, tu tưởng mà thôi, chẳng bao giờ có giải thoát. Thì các con thấy nó rất là quan trọng như vậy. Suốt cái đời mà tu hành của thầy ở trong thất, thầy rất là giữ gìn giới luật, rất là đúng cách, rất là đúng cách. Nhưng mà tu sai pháp vì ức chế tâm, biết giọng liền buông để hoàn toàn hết giọng, nhưng là rơi vào các trạng thái tưởng mà không có lối ra, không có biết ra. Cho nên cuối cùng thì từ cái giới luật thanh tịnh đó phải đi vào một cái pháp hướng để mà nhắc tâm tự nó, để mà nó làm chủ chứ không còn không phải ức chế nữa. Cho nên khi mà đạt được thì thầy thấy cái pháp hướng như lý tác ý, cái pháp hướng rất là tuyệt vời. Nhưng mà đem áp dụng vào cái pháp hướng này cho tất cả mọi người thì
Như trường hợp như thầy Thiện Thuận, khi tâm hết vọng tưởng thì áp dụng nó lại, lại thành bị cái pháp hướng do tưởng mà làm rối loạn cơ thể, hình thức là bị tẩu hỏa nhập ma. Minh Tông thì nhờ cái pháp hướng mà thầy Minh Tông thì nhờ cái pháp hướng mà vượt qua những cái cơn đau thử thách của cơ thể, qua ý thức của mình, và vượt qua những cái trạng thái của tưởng, nhưng lại rồi sử dụng không đúng pháp hướng. Sử dụng không đúng pháp hướng, tức là pháp hướng phải sử dụng lúc nào, tâm lúc nào mà sử dụng pháp hướng nó mới có hiệu quả. Mặc dù nó rất hiệu quả, cho nên khi một người dùng pháp hướng mà có hiệu quả, mà cái hiệu quả đó mà không đúng lúc dùng thì cơ thể sẽ bị bệnh tật và tai họa rất lớn. Cho nên rút tỉa từng kinh nghiệm đó, và thầy Minh Tâm có bàn ra cái vấn đề này rất rõ, là sau khi những cái thọ hành đã khởi sự tấn công là do dùng pháp hướng sai, nó làm cho cơ thể bị bệnh tật. Do nhờ ở gần bên thầy nên kịp thời chặn đứng lại được những cái thọ hành đó. Nếu mà không xa thầy thì kể như là dùng pháp hướng và cái sự mà ức chế tâm thì rất là tai hại. Cho nên những cái trang sau của cái tập vấn đạo năm này ấy, thì các con sẽ có rút tỉa được những kinh nghiệm rất là đặc biệt của con đường tu này. Cái pháp hướng nó có một cái lực rất là vĩ đại. Mà cái bài mà dẫn đạo về như lý tắc ý, về cái pháp ám thị ấy, thì thầy sẽ nói kỹ. Ở đây thì chúng ta đi vào cái pháp đầu tiên mà hầu hết là các con theo thầy tu rất lâu nhưng mà không có giữ gìn trọn vẹn. Cái giới luật không phải là giới của tỳ kheo mà là giới của sự tu tập để được giải thoát. Giới của sự tu tập để được giải thoát là cái giới gì? Nó đơn giản, nó ít giới chứ nó không phải nhiều. Ăn, ngủ, độc cư, đó là những cái giới của người tu giải thoát. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, đó là cái giới của những người tu giải thoát. Đó là cái pháp môn, cách thức sống để mà tu được giải thoát mà gọi là giới. Các con hiểu chứ không phải là 250 giới hay là 348 giới hay hoặc là thập giới sa di hay hoặc là ngũ giới của cư sĩ hay hoặc là thập thiện. Nó không phải là những cái giới đó đâu, mà là những cái giới của chúng ta để mà tu tập, sống, ăn, ngủ, độc cư và nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Nó chỉ có mấy giới dọn dẹn mà các con hầu hết là sống không đúng. Cho nên từ cái chỗ không đúng đó mà nó đưa các con đi đến cái chỗ rất là nhiều cái sự việc bất an, để cho mình không xả tâm, không đi dục lý ác pháp được. Nghĩa là thay vì các con phải sống đúng cách của nó là độc cư, tiếp duyên nhau mà không hề nói chuyện với nhau, đó là độc cư. Nghĩa là sống chung bên nhau mà không có nói chuyện. Như thầy đem câu chuyện như ba anh em Tôn Giả, ông A Na Luật, ông Kim Tôn Giả và ông Hiếp Tôn Giả, ba vị này sống chung nhau mà trong một cái nhà, chứ không phải là mỗi người ở một cái nhà đâu, nhưng mà suốt 3 năm người ta không có một tiếng nói với nhau. Còn mình thì hở ra thì mình nói chuyện, đó là mình sống không đúng cách rồi. Cho nên mình chẳng có chuyện gì, mình là người vô sự, là người xả tâm, người quyết tìm con đường giải thoát, thì tiếng nói của chúng ta là phải tịnh chỉ để mà chúng ta nhập sơ thiền. Cho nên muốn vào sơ thiền thì phải tịnh chỉ ngôn ngữ. Thế mà ngôn ngữ chúng ta cứ phát ra mãi thì làm sao mà chúng ta tu cho tới nơi. Mà tu không tới nơi thì các con cứ nghĩ rằng nếu mà còn thầy thì cái đức của thầy thì các con sẽ ăn không hết. Còn nếu không còn thầy thì thử hỏi ai cúng dường cho mấy con, vì khi các con tu không tới nơi tới chốn, mà giả lại là chiếc áo của người cư sĩ nữa. Còn tu sĩ thì các con biết sao mà họ còn sống được không? Là vì họ có cái mỏ và cái chuông. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà họ tu không chứng á, thì đi dần từ cái chỗ thiền định, họ phải đi dần qua cái tịnh độ, để rồi họ đi cúng bái, tụng niệm, cầu an, cầu siêu, đi làm đám ma chay, từ đó Phật tử mới cúng dường họ xong. Thì các con thấy các con có